chào mọi người. Mình sẽ tiếp tục quay set một hiệp đấu giữa đội kinh tế. Phòng quản lý khoa học. Kinh tế và quản lý khoa học đấu với tâm lý giáo dục và phòng đào tạo. Y dược tâm lý giáo dục và phòng đào tạo là đội áo trắng, còn đội khoa kinh tế và phòng quản lý khoa học là đội áo màu hồng. Xin mời mọi người theo dõi set thứ nhất của trận đấu. Bóng không qua lưới, điểm cho đội khoa kinh tế. Ừ, chào con. Mẹ con đang chuẩn bị đánh hả? Con ơi, rất nhiều việc. Này, ra đây bác à. Đi ra mua hai cái mini. Bác nhỏ con gió đi lên. Chúng ta kia mua hai cái mini nhé. Đi lên, đây bên này, bên này, đi bên này con. Đi vòng bên này. Đây này, cái phương quán người kia kìa. Đi vòng đường lại được, đây đây, đường này con này. Con này. Đúng không? Con đi chỗ này này. Con đi men theo đây này. Đây này. Con đi men theo đây. Đây đây đây. Bảo mẹ. Các bạn đang theo dõi trận thi đấu thứ hai, set thứ hai giữa đội khoa kinh tế và đội khoa y dược. Trận thi đấu này đang được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Đây là set thứ hai của set thứ nhất. Trong khi sau khi đánh xong, mình ra mình ba, là set thứ nhất, còn đó là set thứ hai. Set thứ hai nhé mọi người. Điểm cho phòng đào tạo khoa y dược 3-2. Và vẫn còn một pha đập bóng rất hay, đó là Thanh Trà đập bóng rất hay, bóng vẫn còn. Theo thông tin từ ban tổ chức thì sẽ còn bên cố lên hai đội cố lên một pha bóng ra cỏ và một pha thả bóng đối đầu về phía cánh sân của thảo nguyên đi lên bóng đi ra ngoài điểm cho đội phòng đào tạo và khoa y dược 4-2. Vâng, một pha đánh bóng trên sân lưới của các cô gái bên phía khoa kinh tế, điểm cho đội đào tạo 5-2. Một pha đánh bóng rất uy lực của Thảo Nguyên, điểm cho đội kinh tế 3-5. Điểm cho khoa kinh tế 4-5. Vâng, chỉ có một điểm số đấy thôi. Các cô gái bên khoa kinh tế sẽ san bằng điểm số với các cô gái phòng đào tạo. Vâng, Thị Dung và Hải đánh bóng rất hay, nó vẫn đẹp. Đội lực cứu bóng rất tuyệt vời. Vâng, một pha đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khoa kinh tế 5-0. Vâng, một pha xử lý bóng ăn điểm rất lạnh lùng của Thanh Trà. Vâng, quá lạnh lùng, chưa đến mùa đông mà đã điểm cho đội khoa kinh tế 6-5.
này của Thảo Nguyên. Điểm cho đội khoa kinh tế 7-5. Chủ công tung đá cho nó. Vâng, một pha phát bóng quá đẳng cấp đến từ Tư Giá Đà. Vâng, một pha bóng rất hay của Thảo Nguyên, tuy nhiên với hơi cao. Điểm cho đội Đào Tạo 6-7. Vẫn còn rất hay. Vâng, kinh nghiệm của một người dày dặn thi đấu đã lên tiếng. Vâng, cầu thủ tất cả đã từng thi đấu ở cấp độ quốc gia. Tiểu 8-6. Vẫn còn. Trọng tài quốc huy, trọng tài cấp sáu đã xác định thế nên độ tưởng kinh tế đánh bóng bốn tuyển điểm cơ đội đào tạo 7-8. Điểm cho đội khoa kinh tế 10 đều. Hiện nay đang là 10 đều hai đội. Hai đội. Vâng, huấn luyện viên trưởng là ông Trần Vũ Dương đang đứng rất là đủ đi. Đóng bất thoại. Vâng, trọng tài rất quyết đoán chỉ đóng cao sân. Hiện nay hệ thống công nghệ VAR của chúng tôi đang khắp mọi nơi. Đó là những chiếc camera sẽ đặt tên. Điểm cơ độ kinh tế 11-7. Một cái đoạn ra. Điểm cơ độ kinh tế 12-10. Vâng, tôi lại nhìn thấy huấn luyện viên trợ lý ông Quốc Trắng ở cuối sân. Anh chính là huấn luyện viên Quốc Vân. Ở đây có bóng chuyền, anh là huấn luyện viên. Cho hội ý khi đó đều thì nhớ hình của ta tập quốc nó xa các kiểu để lấy lại sức của những thi đấu tiếp tục.
trọng tài Quốc Huy yêu cầu các vận động viên của Đại Tân để tiếp tục thi đấu sách thi đấu thứ hai. Và sách thi đấu thứ hai, đội Kinh tế đã tạm thời dẫn trước đội Đà Bạc với điểm số 12-10. Một trận thi đấu được đánh giá là một trận thi đấu hay nhất của giải. Với những gương mặt chủ công Thảo Nguyên, Thanh Trà đang được các khán giả mến mộ rất nhiều, đang được cổ vũ với lượng khán giả lên tới 10 người. Rất điểm từ ra ngoài của chủ công bên phía Khoa Kinh tế điểm cho Phong Đào Tạo 12-0. Đóng góp to rất hay, đóng sắc luôn chuyền cho Thảo Nguyên. Vợ Hải đánh bóng rất hay, vâng rồi, vợ Hải nỗ lực đánh bóng về phía của Kinh Đào, nhưng tuy nhiên bóng đi ra điểm cho đội Khoa Kinh tế 13-12. Vợ Hải đánh bóng rất hay, vâng chiếc cầu đang đốt thành trà thi đấu rất ổn định. Vâng, chúng ta đã được chiến bóng của các cầu thủ bên phía Phong Đào Tạo. Tuy nhiên bóng chưa sang lưới, điểm cho Khoa Kinh tế 14-12. Tập trung rất cao, vượt qua vụ bóng rất nhiều. Vâng, chúng ta không hiểu ý nào giữa các cầu thủ bên phía Khoa Kinh tế. Điểm cho đội Đào Tạo 13-14. Đội thi đấu đang rất ổn định và đang rất an toàn. Vâng, các nhà tiên tri về tình thế thế giới vẫn đang dự báo rằng là không có chiến thắng. Bóng to, rất hay. Vâng, đối với các nhà không có gì khác cả anh nhìn thấy cả đội nào. Điểm của đội Khoa Kinh tế 15-15. Vượt qua, rất hay, vợ Hải thi đấu rất hay. Vâng, vượt qua, xử lý bóng. Con được 2 quả vào. Để mà quá khó, điểm cho đội Khoa Kinh tế 16-13. 16-13. Rồi, Phong Đào Tạo có sự thay đổi rồi. Vượt to, chúng ta, chúng ta vô hợp với chúng ta, không phải. Vâng, vừa rồi bên phía Khoa Kinh tế đang triển khai một phương án chiến thuật. Nhưng tuy nhiên phối hợp không thành công, điểm cho đội Đào Tạo 14-16. Vâng, chỉ còn 2 điểm nữa thôi, đội Đào Tạo sẽ sẵn sàng điểm số. Vâng, những quả vô của Thanh Trà là không thể nào đỡ nổi, quá khỏe, quá mạnh, quá khó. Điểm đưa vào 14. Vâng, lần này thì không thành công rồi. Điểm cho Đào Tạo 15-17. Vâng, có lẽ đến giờ tối rồi nên là hơi đó khi việc phát bóng chưa sang lưới. Điểm cho đội Khoa Kinh tế 18-15. Đó, Thảo Nguyên phối hợp với lại Thanh Trà. Vâng, rất ăn ý, rất nhiều nha. Vâng, hai cầu thủ trên là các cầu thủ thuộc đội tuyển của trường đại học Thanh Trà, đó là Thảo Nguyên và Thanh Trà. Đã từng hai cầu thủ đã từng được những giải thưởng rất cao quý của tỉnh Thái Bình hôm qua. Vâng, điểm cho đội Khoa Kinh tế 20-15.
Điểm số cuối cùng dành cho các cô gái bên khoa kinh tế. Rất khó. Điểm số quyết định. Vâng. Rất là khó. Vâng. Một tài bóng rất thông minh của Việt Nam. Mặc dù hơi đó nhưng mà nó rất là một vui nữa. Vâng. Điểm cơ đội. Đào tạo. 16, 20. Quá dẻo. Quá dẻo. Quá dẻo. Các bạn yêu cầu đấy là khó rồi. Nam ơi không nghịch được con nhá, nhặt bóng rồi Nam ơi. Nam ơi. Nam. Vẫn hay. Vẫn tiếp tục câu chuyện. Vẫn rất hấp dẫn. Vẫn còn. Quá xoáy rồi. Rất là đội Minh và Trần Minh. Và đó là Thị Đào. Rồi. Thị Đào đánh tốt này. Đến là bình luận viên của tập hết gì? Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Đội khoa kinh tế Nguyễn Đình Hoàng với điểm số 21-16. Hai đội nghỉ giải lao trong 1 phút. Sau đó đổ sân để thi đấu. Chúng ta sẽ chờ ở set thứ 3.